Mình sư Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có cây sứ già nè các bạn. Vừa rồi thấy nó chậm phát triển quá. Đó, mình đã xả tàn rồi. Xả tàn hôm nay nó cũng đang lên bầm nè. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ nhổ nó lên. Nó cắt nước nó mấy ngày hôm nay. Giờ mình sẽ nhổ nó lên rồi mình xử lý cho nó nha các bạn. Cũng lâu quá rồi không có nhổ nó lên. Sứ này cũng đã gần 20 năm rồi các bạn. Già lắm rồi. Hôm qua mình đã bậy nó lên rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa nước cho nó mà mình phơi là sửa lại bộ đế cho nó. Thay chất trồng khác cho nó. Thấy nó xả tàn nó mà nó chậm phát triển quá. Này mình sẽ xử lý lại bộ đế nó, rồi mình sẽ thôi cho nó một tuần đấy hay 10 ngày gì đó các bạn, để nó mềm như đế ra rồi mình trồng lại nha các bạn nhé. Đây thì già lắm rồi các bạn. Rồi các bạn, mình vừa mới rửa nước cho nó xong rồi các bạn. Mình xịt cho nó xong rồi. Rửa cho nó sạch bộ rễ các bạn. Cây này lúc trước nó cái đất này nó bên dưới nó là đất không nha các bạn, nó không phải là cái chất trồng của nó, cho nên là nó trồng phát triển mùa đế là vậy các bạn. Ở năm nay rồi mình không có nó thay chất trồng cho nó, chất trồng của nó cứ cũ lắm rồi cho nên là nó không có phát triển đế được nữa. Giờ mình sẽ thay chất trồng khác cho nó.
giờ mình sẽ tỉa bớt đế đi, rồi cho mình phơi một tuần lễ 10 ngày cho nó mềm, rồi mình xếp đế nó lại cho các bạn chùm. Mình sẽ kéo đế nó ra. Các bạn mình cũng biết không, cả một hơn một năm nay là mình không có thay đất nữa nha các bạn. Đất nó trước là cái đất này, coi nè, nó không có thoát nước nổi luôn nè. Nữa ra giờ mình sẽ thay chất trồng khác cho nó, xử lý lại cho nó để cho nó phát triển tiếp bộ rễ nó nha các bạn nhé. Thấy khủng khiếp không, rễ của nó này, này giờ mình phải tỉa bớt rễ nó đi nha các bạn nè. Rồi ấy bữa mình sẽ kéo mấy cái rễ này ra, coi cái rễ nào mà nó hư thì xử lý nó nha các bạn nhé. Một tuần lễ sau mình sẽ trồng lại. Đây mình cũng còn một cái cây sứ này cũng già nè các bạn. Mà này nó bị áp nắng thì sao, mà trồng nhóm này đâu có nắng mấy đâu mà sao nó vàng hết trên này nè các bạn. Chẳng biết nó là sao. Nó vàng cái kiểu không phải là củ vàng đâu. Mà cây vẫn tốt, vẫn cứng. Ít bữa nữa là mình chắc cũng xử lý cái này luôn nè. Thấy nó ra cũng yếu lắm. Này cũng cả năm trời rồi, ít bữa nữa là mình chắc nhổ nó lên luôn rồi để mình xử lý giống cây kia các bạn. Coi mình xếp rễ lại. Rễ nó cuốn cuốn ở dưới này nó nhỏ quá. Mình xếp rễ lại xong rồi mình sẽ đôn rễ nó lên để cho nó phát triển củ các bạn. Ít nữa mình cũng xả tàn cho nó luôn rồi mình thấy nó phát triển chậm quá. Đó, cái củ này nó cũng già rồi các bạn, cũng 5-6 năm tuổi gì đó. Mà giờ không biết đó là nó vậy, là nó bị như vậy không biết nó có sao không, mà nó cứng lắm các bạn, nó không phải mềm không gì đó. Tôi chắc phải xử lý lại cho nó thôi. Thôi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nha các bạn.